Xin kính chào các bạn đã đến với Kinh tế Gia Vision nha. Nhà video này mình xin chia sẻ các bạn cách để có thể áp dụng được cái bộ lọc, cái bộ filter của mic trong OBS Studio để áp dụng cho các phần mềm nói chuyện giống như là code nè, Zalo, Messenger hoặc là Zoom. Thì tại sao mình lại cái áp dụng cái bộ lọc này vào trong các phần mềm nói chuyện? Bởi vì cái bộ lọc này sẽ giúp cho cái mic của mình á, tiếng nó ấm, nó trầm hơn và nhiều hiệu ứng hay nữa. Có thể mình đổi giọng nè. Đây mình chỉ cho bạn đây. Zalo nè, Zoom nè, Discord nè và cái Facebook này, Messenger mình đã gọi trò chuyện nè. Thì cái bộ lọc filter nó như thế nào? Mình sẽ vào OBS nè. Đây là phần mình để livestream và quay màn hình. Rồi. Thì ở phần audio mixer nè, đây là cái mic mình nha. Mình chọn bánh răng. Filter. Đây chính là cái filter của mình. Đây mình để hai cái. Thì ví dụ trong filter này mình đã thêm filter compressor, đó chính là bộ nén nha. Đó, bộ máy nén giúp cho cái âm lượng của mic mình nó đều hơn. Đó, nó trung bình chứ nó không có ngưỡng cao ngưỡng thấp. Rồi thì cái phần limiter này mình đã để giúp cho âm lượng mình không ngưỡng quá cao. Đây thường là tới ngưỡng giữa đỏ này được rồi, tiếng mà cao quá thì cái tiếng mình sẽ bị vỡ đi. Đó thì còn nhiều cái tính năng hay, ví dụ là lọc ồn nè, lọc âm thanh môi trường nè, đây giảm tiếng bàn phím hoặc là tăng âm lượng. Ngoài ra còn một số hiệu ứng giống như là giả giọng nè, hoặc là tăng bass, tăng chép. Đó, rất nhiều hiệu ứng bộ lọc filter. Thì ở đây mình đã có autotune nè. Đó, autotune mình giả giọng nha, mình ví dụ luôn. Alo. Đó, thì các bạn có thể nghe giọng mình nó bị ém. Đó, vậy khá là hay ha. Rồi, bây giờ mình sẽ chia sẻ bạn cách để thể áp dụng được cái bộ lọc này vào trong các phần mềm nói chuyện nha. Thì đầu tiên mình sẽ thiết lập bộ lọc trước. Thì đây mình đã có hai sẵn hai cái, ví dụ như là compressor nè và limiter. Bây giờ mình sẽ cài một cái driver. Này, driver. Nó tên là VB cable. Này. Thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả nha. Này link dưới phần mô tả. Khi mà các bạn tải xong rồi nó sẽ ra như một cái file nén. Mình sẽ dễ nén nó ra. Rồi, bạn nhấp đúp vào đây. Thì phần này sẽ có hai cái dòng nha, VB cable setup. Nhưng mà máy tính bạn 32 bit thì bạn dòng trên nha. Còn nếu mà các bạn 64 bit thì bạn chọn dưới, mình nhấp vô đúp. Thì đây mình đã cài rồi nên mình không cài được nữa. Thì bạn ở đây bạn chỉ chọn là install là xong. Sau khi cài rồi mình tắt đi, các bạn nhấp vào trong cái phần start menu, mình chọn là control panel. Rồi thì phần control panel mình chọn là sound nha, sound. Rồi thì ở phần cái loa này bạn sẽ thấy nè, nó thấy cái cable input nè. Còn ở phần recording, bạn sẽ thấy là cable output. Thì hai cái chức năng là như thế nào? Đây, cable input là đầu vào, còn cable output là đầu ra nha. Đó, bạn hiểu nôm na vậy nha. Input là đầu vào, còn output là đầu ra. Sau đó mình sẽ color đi nha. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lại OBS. Thì ở phần OBS mình sẽ nhấp vào trong cái phần mic. Đây, cái phần mic mà bạn đã chọn filter nè. Mình chọn vào bánh răng. Mình chọn Advanced Audio Priority. Thì phần này bạn để ý cho mình là phần mic PCK30 nha, để mic mình nha. Nên mình chiếu qua phần audio monitoring, mình sụt xuống, mình chọn là monitor and output nha. Đó chính là mình phản chiếu cái âm thanh mình ra ngoài desktop và mình thu được tiếng đó. Đó, bạn hiểu nôm na là vậy. Mình chọn vào đây. Rồi, sau đó là bạn có thể nghe được cái tiếng mình đều nói chuyện nha. Nhưng mình sẽ tắt đi một tiếng, bởi vì nếu mà nó dậy thì tiếng mình với cái tiếng mà phát ra nó sẽ bị trùng nhau. Rồi, sau đó bạn chọn Control. Rồi bạn chọn mình phần Setting, Control của Setting nè. Rồi thì ở phần này bạn chọn Audio. Rồi bạn để ý cho mình Advanced nha, Monitoring Device. Đây, phản chiếu, thiết bị phản chiếu. Bạn sụt xuống, bạn chọn là Input. Rồi, sau đó mình chọn Apply. Thì có nghĩa là khi mà bạn phản chiếu cái mic ra thì nó sẽ thu vào trong cable input. Đó, tại input là đầu thu mà. Khi mà bạn chiếu ra, cái input này sẽ thu vào. Rồi, chỉ tiếp theo là mình sẽ phát ra bằng cable output. Rồi, như vậy ok nha, mình sẽ phát ra. Bây giờ chỉ còn việc còn lại là bạn vào trong các phần mềm nói chuyện nè. Bạn setting mic là phần cable output. Rồi, bây giờ mình sẽ vào Zoom trước nha. Zoom. Thì setting mic trong phần mềm Zoom như thế nào? Mình chọn vào bánh răng, bên góc tay phải, góc trên tay phải, chọn setting.
Đây ở phần này mình chọn là audio. Đây, ở phần microphone nè, mình sẽ chọn là cable output. Thì những cái setting của mic bên OBS nó sẽ phản chiếu ra cable output. Nên bạn yên tâm nha, mình sẽ thử nói chuyện nha. Test mic. Alo, 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó mình sẽ tắt đi để nghe lại. Alo, 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó mình sẽ tắt đi để nghe lại. Đó, bạn nghe rất là ok phải không ạ? Rồi, sau khi vậy rồi mình là ok nha. Như vậy là phần mềm Zoom đã ok rồi. Bây giờ mình sẽ qua bên Messenger. Thì ở phần Messenger nó sẽ khác biệt một chút. Đó chính là bạn phải gọi xong. Đó, bạn phải gọi nè. Thì bạn mới được setting được cái mic. Thì bạn nhấp vào trong phần bánh răng. Đây, cài đặt. Thì phần micro nè, bạn sụt xuống, bạn chọn là cable output. Sau đó lưu như là ok nha. Đó sẽ hiện thông báo nè. Thì bây giờ bạn nói chuyện là coi như là bạn đã áp dụng được cái bộ lọc filter của OBS. Rồi, thì bây giờ là cái phần Messenger đã xong. Xóa đi. Tương tự với phần Discord. Discord cũng tương tự luôn nha. Bạn nhấp vào trong bánh răng ở dưới này, đang chụp nha. User setting. Thì phần này bạn lưu ý cho mình là voice và video. Này. Thì phần input device đó chính là âm thanh vào. Thì âm thanh vào có nghĩa là âm thanh thu, của mic. Rồi mình sụt xuống. Mình chọn là cable output. Rồi ok nha. Khi mà bạn thêm vô xong rồi, mình sẽ kéo xuống mà để mình tắt một tính năng đi. Kéo xuống. Mình sẽ tắt tính năng là noise suppression. Rồi, tắt đi. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà bạn dùng OBS á, thì OBS cũng có tính năng là giảm tiếng ồn. Thì OBS giảm rất là hay. Đó, thì bạn chủ động bạn giảm cái đây luôn. Thì Discord chỉ giảm tạm thời thôi, nó không hiệu quả bằng OBS đâu nha. Đó, mình tắt này đi. Rồi, vậy xong rồi. Rồi phần Zalo. Zalo trên máy tính cũng như tương tự luôn. Mình nhấp vào cho bánh răng. Mình chọn là cài đặt. Rồi thì phần này mình chọn là cài đặt cuộc gọi. Đây, đầu vào âm thanh, đó chính là mic nha. Thiết bị mình chọn là cable output. Rồi, ok. Như đã xong nha. Thì video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên nút like video này. Nếu video hữu ích và ấn nút đăng ký để ủng hộ kênh nha. Cảm ơn các bạn.